bật trong 24 giờ qua của blog tiền ảo. Bản tin đầu tiên, các CEO của sàn Coinbase bán hàng chục triệu đô la cổ phiếu của công ty chỉ trong 3 tháng đầu năm. Các số liệu gần đây cho thấy, kể từ cuối tháng 12, những người trong nội bộ công ty đã bán hơn nửa triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 26 triệu đô la. Ngược lại, chỉ có 57.000 cổ phiếu trị giá dưới 2.6 triệu đô la được thu mua. Đáng chú ý nhất là giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, kể từ tháng 12, ông đã bán gần 18 triệu đô la tiền cổ phiếu công ty. Bên cạnh đó, các nhân sự cấp cao như giám đốc tài chính, trưởng bộ phận nhân sự, giám đốc pháp lý của Coinbase cũng đã bán hàng trăm nghìn đến vài triệu đô la tiền cổ phiếu. Không chỉ có những người trong nội bộ Coinbase bán phá sản cổ phiếu của công ty, tuần này, công ty quản lý tài sản ARK Invest cũng đã bán 160.000 cổ phiếu Coinbase trị giá 13.5 triệu đô la. Đợt bán tháo này diễn ra chỉ vài tuần sau khi ARK mua 350.000 cổ phiếu Coinbase. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân thực sự của đợt bán tháo này. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua 23 tháng 3, CEO Coinbase đã viết trên Twitter rằng sàn vừa nhận được whale notice từ SEC về các vi phạm chứng khoán tiềm ẩn. Được biết, whale notice không phải là bản báo cáo buộc chính thức, mà là một thông báo sơ bộ được SEC gửi đến thực thể đang bị điều tra, trước khi cơ quan này tiến hành một hành động thực thi dân sự hoặc tố tụng chống lại người nhận thông báo. Tiếp theo, Dogecoin được cho là đã bị bắt ở Montenegro. Trong một bài đăng trên Twitter mới nhất, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Montenegro cho biết, người sáng lập Terraform Labs, Dogecoin đã bị bắt ở quốc gia này. Ông Bộ trưởng nói thêm rằng, nghi phạm đã bị giữ lại tại sân bay Podgorica sau khi bị phát hiện đã sử dụng giấy tờ giả. Hiện tại, người bị nghi là Dogecoin vẫn đang được chờ xác nhận danh tính chính thức. Đầu tháng 5 năm 2022, token Luna và USD của Terraform Labs bất ngờ sụt giảm gần hết giá trị, khiến nhiều người chơi trắng tay. Đây được coi là một trong những thảm họa lớn nhất của thị trường tiền mã hóa toàn cầu. Sau cú sập, Coin bị cảnh sát quốc tế Interpol truy nã đỏ. CEO chính ít được cho là đã từng ở Hàn Quốc, sau đó di chuyển đến Singapore trước khi biến mất. Trên Twitter, ông tuyên bố rằng mình không chạy trốn, nhưng cũng không tiết lộ nơi ở. Trước đó, theo Bloomberg, Coin được cho là đang ở Serbia. Các công tố viên Hàn Quốc đã phối hợp với chính quyền Serbia bắt giữ Coin nhưng chưa thành công. Dogecoin thỉnh thoảng vẫn tương tác với người dùng trên Twitter. Một trong những bình luận gần đây nhất là vào đầu tháng 2, khi ông khẳng định với một tài khoản rằng mình không ăn cắp tiền và chưa bao giờ bí mật rút tiền. Ngày 17 tháng 2, Korea Times đưa tin Coin đã chuyển tổng cộng 10.000 Bitcoin, tương đương 240 triệu đô đến một địa chỉ ví của một tổ chức tài chính ở Thụy Sĩ. Sau đó, 100 triệu đô đã được quy đổi thành tiền pháp định và bị rút thông qua một tài khoản tại ngân hàng tại quốc gia này. Tiếp theo, nhiều người bán tháo ARB Solana, chỉ một địa chỉ bán được với giá hơn 10 đô. Vào tối hôm qua 23 tháng 3, sau thời gian dài chờ đợi, token ARB đã chính thức phát hành và airdrop cho người dùng thỏa điều kiện. Tuy nhiên, trong một giờ đầu tiên, trang airdrop chính thức của Archiboom đã gặp lỗi khi có quá nhiều người dùng truy cập cùng một thời điểm để nhận token. Vì thế, một số người dùng đã cố gắng claim qua các phương pháp thay thế khác như Arbitscan. Với lượng lớn token ARB được airdrop cho người dùng, ngay sau khi mở khóa thành công, thị trường đã chứng kiến một đợt bán tháo lớn token ARB. Trên sàn giao dịch KuCoin, ARB đã giảm xuống từ hơn 10.29 đô xuống mức thấp nhất tại 1 đô. Tại Bybit, token bắt đầu giao dịch với giá 7.5 đô, nhưng giảm xuống còn 1.5 đô chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, đã có một địa chỉ kịp bán thành công ARB ở mức giá 10.29 đô thông qua pool ARB USDC trên Uniswap, thu về 64.340 đô. Một số người dùng cũng bán được với giá 4.5 đô, tuy nhiên, phần đông thì chỉ bán được với giá 1.5 đô. Cuối cùng, 37% ví đủ điều kiện vẫn chưa nhận ARB. Theo nền tảng phân tích Nansen, hơn 428 triệu token ARB vẫn chưa được xác nhận quyền sở hữu. Điều này đồng nghĩa với việc có gần 240.000 địa chỉ vẫn chưa nhận token vào cuối ngày hôm qua. Được biết, 428 triệu token chưa được nhận, trị giá gần 600 triệu đô la vào thời điểm viết bài. Chiếm 37% trong tổng số 1.1 tỷ ARB được phân bổ cho đợt airdrop đầu tiên của Arbitrum. Theo dự án, các địa chỉ đủ điều kiện sẽ có 184 ngày để nhận token của họ.